Nhưng mà bánh đấy phải 6 bữa em mới giao được chị. Bây giờ em đang làm. Bây giờ em đang làm sao? Bây giờ em đang làm cho nhà người ta. Ờ, bác lấy em sao được ạ? 6 rưỡi ạ. 6 rưỡi là tối thì sao được á hả? Vâng. Ờ, ok, thì để Hương hỏi người ta là. Ok, giờ đấy ăn sinh nhật là vừa rồi. Sinh nhật là được rồi. Mẹ ta nhìn cái vé mấy con thiểu năng này nhìn cười đéo chịu được. Không biết tại sao ta lại vẽ được mấy con thiểu năng này nữa. Nhìn vô bố bảo biết ai.